Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast Điểm tin nổi bật sáng mùng 1 tháng 11 trên báo Thanh Hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị cho bản tin sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau. Hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, giảm số môn thi, giảm áp lực cho thí sinh. Việt Nam có khoảng 40.000 người đi du học nước ngoài mỗi năm. Từ ngày 20 tháng 11, giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Bộ Công an ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3 cảng container Long Sơn. Xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông ở Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đã xác định chi tiết kế hoạch phát triển đối với các dự án nguồn điện phù hợp cơ cấu nguồn điện đến năm 2030. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, yêu cầu thực hiện quy hoạch phát triển điện lực phải đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các nghị quyết, chương trình hành động, các quy định ngành và kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo phát triển cân đối theo vùng miền, hướng đi cân bằng, cung cầu, nội vùng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn điện, đảm bảo tin cậy cung cấp điện tại chỗ, giảm truyền tải điện đi xa. Phó Thủ tướng yêu cầu, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 phải xác định lại giai đoạn thực hiện các dự án theo hướng ưu tiên và có kế hoạch cụ thể nhằm triển khai sớm và mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch phù hợp với khả năng, bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, khi lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học hết lớp 12 với 3 phương án, thi 6 môn, thi 5 môn và thi 4 môn. Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm số môn thi để giảm áp lực cho thí sinh. Lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn đang được nhiều ý kiến ủng hộ vì giảm áp lực cho thí sinh, gọn nhẹ trong tổ chức. Học sinh, giáo viên trên cả nước mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố chốt môn thi để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học, ôn tập và định hướng thi cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi lấy ý kiến của gần 18.000 cán bộ giáo viên về 3 phương án thi 4 môn cũng được 59,8% thầy cô lựa chọn, 40% lựa chọn phương án thi 6 môn, phương án thi 5 môn và ý kiến khác chiếm tỷ lệ lựa chọn rất nhỏ, chỉ 0,2%. Hiện có khoảng 200.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài ở bậc trung học phổ thông, đại học và sau đại học, tương đương khoảng 40.000 người đi học mỗi năm, tăng khoảng 2,5 lần so với giai đoạn trước năm 2013. Riêng số giảng viên các trường đại học và cao đẳng đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2022 là 3.535 người. Số lượng lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam cũng tăng lên trong 10 năm qua, hiện khoảng 22.000 người, trong đó lưu học sinh diện hiệp định gần 4.000 người. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang quản lý, tính đến tháng 6 năm 2023, trên cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của 44 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, với 102 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023, từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, ngày quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê được giảm theo quyết định số 01 ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31 tháng 10, Bộ Công an thông tin về việc thành lập trang thông tin của Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook và đã được cấp tích danh, định danh trên môi trường mạng xã hội. Theo đó, tên trang thông tin là Bộ Công an có tích danh, thuộc danh mục Cơ quan Chính phủ. Nhiệm vụ của trang thông tin trên mạng xã hội Facebook của Bộ Công an là truyền tải thông tin và tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, cũng như quy định liên quan đến công tác an ninh và trật tự. Việc đưa trang thông tin của Bộ Công an trên Facebook đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh trật tự của công chúng,
trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Hôm qua ngày 31 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn, lực lượng chức năng và xã Hải Hà triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3 cảng container Long Sơn để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ. Lực lượng chức năng và chính quyền thị xã đề nghị nhân dân xã Hải Hà nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nếu có kiến nghị thì đề nghị nhân dân xã Hải Hà làm đơn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với việc đảm bảo thi công, ngay trong sáng 31 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn đã huy động máy móc, tập trung nhân lực để tiến hành thi công các hạng mục dự án bến số 3 cảng container Long Sơn. Trong khoảng 2 tháng ra quân, với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như cơi nới thành thùng, quá tải trọng, nồng độ cồn, ma túy, phát hiện xử lý 1.220 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 990 xe khách, 227 xe con, phạt tiền gần 2,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 154 trường hợp và tạm giữ 12 xe khách, 3 xe container. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, bố trí tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ nhằm xử lý các vi phạm của xe ô tô khách, xe container, đặc biệt tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast điểm tin nổi bật sáng mùng 1 tháng 11 của Báo Thanh Hóa Điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại.